Hôm nay ngày 20 tháng 11 năm 2020. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tại Đà Lạt phố quận 6 gần nhà tôi nha. Đà Lạt phố. Ê, ông nội nè con. Đẹp không? Mình nhìn con ngắm đèn á con ha. Ha con. Hôm nay ngày 20 tháng 11. 20 tháng 11 ngày Nhà giáo Việt Nam. Ông cháu đi cà phê nè. Ông cháu đi cà phê Đà Lạt phố. Cà phê nè. Đà Lạt phố gần nhà quận 6 nha, quận 6.